Cô xin chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Hoàng Thị Hoa, hiện đang công tác tại trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Cô rất vui được đồng hành, hướng dẫn các em trong tiết học toán ngày hôm nay. Nào, mời các em cùng vào tiết học nhé. Hôm nay chúng ta học môn toán bài 51, chia cho số có 3 chữ số. Mục tiêu của bài học hôm nay là em biết thực hiện phép chia cho số có 3 chữ số, vận dụng phép chia cho số có 3 chữ số vào giải toán. Xin mời các em cùng tìm hiểu hoạt động cơ bản. Hoạt động 1, ôn lại cách thực hiện chia cho số có 1 chữ số, chia cho số có 2 chữ số. Để thực hiện được hoạt động này, cô mời các em tham gia một trò chơi. Trò chơi được mang tên Hái Lộc Đầu Xuân. Trò chơi như sau. Cô sẽ hái lộc là một bao lì xì từ các cành hoa mai, hoa đào. Để nhận được bao lì xì, em phải thực hiện đúng các phép tính. Bây giờ, cô sẽ hái bao lì xì đầu tiên từ cành hoa mai nào. Cô có phép tính như sau. 2709 chia 9 gồm các kết quả A. 103, B. 130, C. 310, D. 301. Vậy kết quả nào là đúng nhất? Mời chúng ta thực hiện phép tính trong vòng 1 phút bắt đầu. Thời gian đã hết. Bây giờ các bạn hãy đối chiếu kết quả với cô nhé. 2709 chia 9 được 301. Cô chọn câu D. Các kết quả còn lại là sai. Cô khen bạn có kết quả đúng giống cô nào. Bạn nào đúng kết quả sẽ được tặng một bao lì xì. Bao lì xì được treo từ cành hoa mai. Cô tặng các bạn có kết quả đúng nhé. Các bạn có muốn nhận bao lì xì lộc đầu năm nữa không nào? Cô sẽ hái lộc bao lì xì từ cành hoa đào. Cô có phép tính như sau. 7070 chia 35 có các kết quả A. 220, B. 202, C. 22, D. 20. Cô cho các bạn thời gian 1 phút thực hiện phép tính tìm kết quả đúng nhất nhé. Kết quả của các bạn là bao nhiêu? Xin mời đối chiếu với kết quả của cô nào. 7070 chia 35 được 202. Cô chọn đáp án B. Các kết quả còn lại là sai nhé. Cô chúc mừng các bạn làm kết quả đúng. Cô chúc mừng các bạn đã có kết quả đúng giống như cô, sẽ được nhận một bao lì xì đầu năm mới được hái lên từ các cành hoa đào. Trò chơi khởi động thật là vui phải không các em? Mời các em cùng tìm hiểu hoạt động 2. Hướng dẫn cách đặt tính mà tính. 6426 chia 153. Đặt tính và tính. 6426 chia 153. Ta chia theo thứ tự từ trái sang phải. 642
chia 153 được 4, viết 4. 4 x 3 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0, viết 0, nhớ 1. 4 x 5 bằng 20, thêm 1 bằng 21, 24 trừ 21 bằng 3, viết 3, nhớ 2. 4 x 1 bằng 4, thêm 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0, viết 0, hạ 6. Được 306, 306 chia 153, được 2, viết 2. 2 x 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0, viết 0. 2 x 5 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0, viết 0, nhớ 1. 2 x 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0, viết 0. Vậy 6.426 chia 153 bằng 42. Sau đây, cô mời một bạn học sinh nêu lại cách đặt tính và tính phép tính 6.426 chia 153. Thưa cô, con nêu cách đặt tính gọi tính 6.426 chia 153 như sau. Đặt tính gọi tính 6.426 chia 153 chia theo thứ tự từ trái sang phải. 642 chia 153 được 4, viết 4. 4 x 3 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0, viết 0, nhớ 1. 4 x 5 bằng 20, thêm 1 bằng 21. 24 trừ 21 bằng 3, viết 3, nhớ 2. 4 x 1 bằng 4, thêm 2 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0, viết 0. Hạ 6 được 306, 306 chia 153 được 2, viết 2. 2 x 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0, viết 0. 2 x 5 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0, viết 0, nhớ 1. 2 x 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, 3 trừ 3 bằng 0, viết 0. Vậy 6.426 chia 153 bằng 42. Chúng ta cùng chuyển sang hoạt động 3, đặt tính rồi tính. Cô mời các bạn thực hiện phép tính đầu tiên. 708 chia 354. Chúng ta thực hiện 1 phút nhé. Các bạn thực hiện xong chưa nào? Bây giờ các em cùng cô kiểm tra lại từng bước đặt tính rồi tính nào. Ta đặt tính 708 chia 354, chia từ trái sang phải. 708 chia 354 được 2, viết 2. 2 x 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0, viết 0. 2 x 5 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0, viết 0. 2 x 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7, 7 trừ 7 bằng 0, viết 0. Vậy 708 chia 354 được 2. Đây là phép tính chia hết các em ạ. Cô có phép tính thứ hai. 6.420 chia 321. Các em hãy thực hiện phép tính trong vòng thời gian 1 phút nhé. Sau khi đã thực hiện xong, cô và các em cùng kiểm tra lại các bước đặt tính rồi tính nào. Trước tiên, các em viết
đặt tính 6.420 chia 321. Chúng ta thực hiện phép tính từ trái sang phải. 642 chia 321 được 2, viết 2. 2 x 1 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0, viết 0. 2 x 2 bằng 4, 4 trừ 4 bằng 0, viết 0. 2 x 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0, viết 0. Hạ 0. 0 chia 321 được 0, viết 0. Vậy 6.420 chia 321 được 20. Phép tính này là phép tính chia hết, không có dư. Chúng mình cùng chuyển sang hoạt động thực hành. Để thực hiện được hoạt động thực hành số 1, cô cho các bạn tham gia trò chơi vượt chướng ngại vật. Để chuyến xe về đích chiến thắng được an toàn thì phải vượt được chướng ngại vật. Mỗi chướng ngại vật là một phép tính, yêu cầu mình phải thực hiện cho đúng phép tính. Trò chơi bắt đầu. Chướng ngại vật đầu tiên, cô có phép tính 1.158 chia 193. Cô xin mời các bạn thực hiện trong vòng 1 phút nhé. Bây giờ các bạn hãy đối chiếu kết quả xem có giống cô không nào. 1.158 chia 193 được 6. Các bạn hãy kiểm tra kết quả giống cô. Cô xin chúc mừng các bạn nhé. Chướng ngại vật thứ hai, cô có phép tính 6.324 chia 186. Chúng mình hãy thực hiện phép tính trong vòng 1 phút nào. Kết quả của các em là bao nhiêu? Đối chiếu với cô nhé. 6.324 chia 186 được 34, không có dư. Cô chúc mừng các bạn đã có kết quả giống như cô. Chúc mừng các bạn đã làm đúng hết kết quả và là người chiến thắng. Sau khi bạn đã chiến thắng trò chơi vượt chướng ngại vật, bây giờ cô hướng dẫn các bạn tiếp hoạt động 2, tính rồi viết theo mẫu. Cô có phép tính đầu tiên 8.469 chia 241. Chúng ta thực hiện như sau. 846 chia 241 được 3, viết 3. 3 x 1 bằng 3, 6 trừ 3 bằng 3, viết 3. 3 x 4 bằng 12, 14 trừ 12 bằng 2, nhớ 1. 3 x 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, 8 trừ 7 bằng 1, viết 1. Hạ 9, được 1.239 chia 241 được 5, viết 5. 5 x 1 bằng 5, 9 trừ 5 bằng 4, viết 4. 5 x 4 20, 23 trừ 20 bằng 3, viết 3, nhớ 2. 5 x 2 bằng 10,
thêm 2 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0. Vậy 8.469 chia 241 được 35, dư 34. Phép tính này là phép tính chia hết hay là chia có dư các em? À, đây là phép tính chia có dư. Em hãy nhìn số dư 34 so sánh với số chia 241. Ta thấy rằng số dư bé hơn số chia các em ạ. Cô có phép tính thứ hai, 704 chia 234. Chúng mình cùng thực hiện trong vòng 1 phút nhé. Sau khi thực hiện xong, hãy đối chiếu và cùng thực hiện với cô nào. 704 chia 234 được 3, viết 3. 3 x 4 bằng 12, 14 trừ 12 bằng 2, viết 2, nhớ 1. 3 x 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, 10 trừ 10 bằng 0, viết 0, nhớ 1. 3 x 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, 7 trừ 7 bằng 0, viết 0. Vậy 704 chia 234 được 3, dư 2. Cô xin mời các em hãy thực hiện phép tính tiếp theo. 1935 chia 354. Chúng ta cùng thực hiện phép tính với cô nào. 1935 chia 354 được 5, viết 5. 5 x 4 bằng 20, 25 trừ 20 bằng 5, viết 5, nhớ 2. 5 x 5 bằng 25, thêm 2 bằng 27. 33 trừ 27 bằng 6, viết 6, nhớ 3. 5 x 3 bằng 15, 15 thêm 3 bằng 18. 19 trừ 18 bằng 1, viết 1. Vậy 1935 chia 354 được 5, dư 165. Cô xin mời các em hãy thực hiện phép tính. 4.597 chia 165. Chúng ta thực hiện trong thời gian 1 phút nhé. Sau khi đã thực hiện xong, cô mời các em hãy cùng thực hiện với cô lại nào. 4.597 chia 165. Ta bắt 159 chia 165 được 2, viết 2. 2 x 5 bằng 10, 19 trừ 10 bằng 9, viết 9, nhớ 1. 2 x 6 bằng 12, thêm 1 bằng 13. 15 trừ 13 bằng 2, viết 2, nhớ 1. 2 x 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3. 4 trừ 3 bằng 1, viết 1. Hạ 7 được 1.297 chia 165 được 7, viết 7. 7 x 5 bằng 35, 37 trừ 35 bằng 2, viết 2, nhớ 3. 7 x 6 bằng 42, thêm 3 bằng 45, 49 trừ 45 bằng 4, viết 4, nhớ 4. 7 x 1 bằng 7, thêm 4 bằng 11, 12 trừ 11 bằng 1, viết 1. Vậy
4.597 chia 165 bằng 27, dư 142. Vậy, qua hoạt động 2 này, đây là những phép tính chia có dư. Và các bạn hãy lưu ý, số dư của phép chia lúc nào cũng phải bé hơn số chia. Sau đây, cô xin mời các em giải bài toán. Cô có đề bài như sau. Người ta xếp 8.750 quyển sách vào các giá sách. Nếu mỗi giá sách đều chứa 250 quyển sách thì cần có bao nhiêu giá sách để xếp hết số sách đó? Sau khi nghe cô đọc đề bài, chúng ta cùng phân tích bài toán nhé. Bài toán cho biết gì nào? À, bài toán cho biết xếp 8.750 quyển sách vào các giá sách. Mỗi giá sách đều chứa 250 quyển sách. Bài toán hỏi gì nào? Bài toán hỏi số sách ấy sẽ xếp được bao nhiêu giá sách? Chúng ta cùng đi tóm tắt bài toán nhé. Đầu tiên, bài toán cho biết rằng 250 quyển sách xếp một giá sách. Hỏi 8.750 quyển sách xếp được bao nhiêu giá sách? Mời các em cùng đi giải bài toán. Các bạn ơi, hãy đối chiếu bài toán giải cùng với cô nào. Lời giải như sau. Số giá sách cần để xếp hết số sách đó là 8.750 chia 250 được 35 giá sách. Đáp số 35 giá sách. Chúc mừng các bạn đã giải bài toán giống như cô nhé. Để kiểm tra được các bạn đã nắm bài chia cho số có 3 chữ số tốt chưa, cô mời các bạn chơi trò chơi ai nhanh ai đúng. Câu hỏi thứ nhất. Trong phép chia có dư, số dư như thế nào với số chia? A bằng nhau, B lớn hơn, C bé hơn. Thời gian suy nghĩ cho các bạn 10 giây bắt đầu. Câu trả lời của các bạn là gì? Trong phép chia có dư, số dư lúc nào cũng phải bé hơn số chia. Chúc mừng các bạn có đáp án đúng nhé. Cô có câu hỏi thứ hai. Kết quả của phép chia 1.230 chia 123. A 10, B 100, C 1.000. 10 giây cho các bạn thực hiện phép tính bắt đầu. Hết giờ rồi. Đáp án của các bạn là gì nào? Kết quả của phép chia 1.230 chia 123 được 10. Chúc mừng bạn có kết quả đúng giống như cô nhé. Cô có câu hỏi số 3. Số cần điền vào chỗ trống 2.125 chia 212
ô chấm cần điền là bao nhiêu? A 1, B 2, C 3. Thời gian 10 giây cho các bạn suy nghĩ, thực hiện phép tính. Bắt đầu. Hết giờ. Đáp án của các bạn là gì? Ô trống cần điền của cô là 1. Số 1 là số cần điền vào ô trống để được kết quả đúng cho phép tính. Chúc mừng các bạn đã làm đúng các phép tính. Các em ơi, qua bài học hôm nay, cô thấy các em làm bài rất tốt. Cô có lời khen các em nào? Qua bài học hôm nay, các em hãy thực hiện lại các phép tính chia cho số có 3 chữ số để vận dụng vào giải toán được thành thạo hơn nhé. Các em hãy thực hiện hoạt động ứng dụng cùng với người thân của mình. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào các tiết học toán sau. Chào tạm biệt các em.